Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2022, thứ tư tuần thứ hai phục sinh, trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sa đốc, đầy lòng phẫn nộ, họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, Thiên Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: "Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này." Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy. Lúc bấy giờ, vị thượng tế và các người thuộc phe ông đến, triệu tập công nghị và tất cả các vị kỳ lão trong dân Israel, rồi sai người vào tù dẫn các tông đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi, mở cửa ngục, không thấy các tông đồ, họ liền trở về báo cáo rằng: "Thật chúng tôi thấy cửa ngục đóng rất kỹ lưỡng, lính canh vẫn đứng gác ngoài cửa. Nhưng khi chúng tôi mở cửa ra, thì không thấy ai ở bên trong cả." Khi nghe các lời đó, viên lãnh binh cai đền thờ và các thượng tế rất lúng túng, không biết rõ công việc đã xảy đến cho các tông đồ. Lúc đó có người đến báo tin cho họ rằng: "Kìa, những người mà các ông đã tống ngục hiện đang đứng dẫn dạy dân chúng trong đền thờ." Bấy giờ viên lãnh binh cùng các thủ hộ tớ dẫn các tông đồ đi mà không dùng bạo lực, vì sợ bị dân chúng ném đá. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tài danh người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhắm lời, và người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi và các bạn khỏi hổ người bề mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bên chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao, phúc đức ai nương tựa ở nơi Ngài. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Alleluia, Alleluia. Thánh thần sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin nhờ con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây là án luận phạt, là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã hành động trong Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hệ lụy của tin và không tin. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, những kẻ không tin thì bị lên án rồi. Gioan chương 3 câu 18. Suy niệm: càng lớn tuổi khi ngẫm nghĩ lại thời đã qua, ta cảm thấy hối hận vì bao lần bỏ ngoài tai lời cha mẹ dạy bảo. Tiếng người
thân quen nhắc nhở, kín sự ân hận, không còn thời gian để bù đắp, sẽ làm ta cảm thấy có lỗi, như bị một ai đó lên án. Những kẻ không tin thì bị lên án rồi, cũng được hiểu tương tự như vậy. Chúa không lên án, lương tri ta lên án chính mình. Để khỏi bị lên án, ngay giờ phút này, hãy tin vào Con của Người, Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã sống, chết và sống lại vì sự sống còn của ta. Niềm tin căn bản này là nền tảng cho việc ta được cứu rỗi hay sẽ bị lên án. Chúa không chết, sống lại để loài thiên hạ. Chúa làm thế là cho tôi, cho bạn, cho chúng ta được sống muôn đời, đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Mời bạn nhìn thấy nhiều người chống bán Chúa, khước từ lời giáo huấn của Ngài. Lắm lúc ta cũng bị ảnh hưởng, đâm ra nản lòng, mất niềm trông cậy. Đây là thử thách ta cần phải vượt qua, vì sự vô ơn và vô đạo là anh em sinh đôi. Cả hai cấu kết làm chao đảo lòng tin của người tín hữu. Bạn làm gì để không mù tối, chẳng nhìn thấy bao ân lành Chúa vẫn ưu ái dành cho mình, gia đình mình? Sống lời Chúa, xác tín rằng nhờ năng đọc và suy gẫm lời Chúa, ta sẽ hiểu biết sâu đậm hơn hoa trái tốt đẹp của niềm tin vào Chúa Kitô trong đời thường của mình. Cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ tin vào Chúa, con nhận ra bao điều kỳ diệu trong đời sống mình. Xin tài bồi cho niềm tin còn non yếu và thất thường của con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Kẻ không biết sám hối. Ngày 3 tháng 4 năm 1990, người tử tù Robert Anton Harris, 37 tuổi, đã bị đưa vào phòng hơi ngạt tại nhà tù San Quentin thuộc tiểu bang California bên Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên kể từ 23 năm nay, tiểu bang California tái lập bản án tử hình. Hiện nay, kể từ năm 1976, sau khi tố cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết án tử hình là hợp hiến, tiểu bang California là một trong năm tiểu bang tại Hoa Kỳ vẫn còn giữ bản án tử hình. Người ta tính có khoảng 2.200 người trên khắp nước Mỹ đang chờ sẽ được đưa lên ghế điện hoặc vào phòng hơi ngạt. Robert Harris là một kẻ giết người không biết gớm tay. Ngày 5 tháng 7 năm 1978, sau khi đã mãn hạn tù 2 năm vì đã đánh đập người đến chết, Harris đã cùng với người em của mình định đến cướp một nhà băng tại San Diego. Để có phương tiện di chuyển, Harris đã chiếm chiếc xe của hai người thanh niên đang đậu trước một quán ăn. Anh ra lệnh cho hai người thanh niên lái xe đến một nơi vắng vẻ, và tại đây anh đã rút súng sát hại họ một cách dã man. Sau khi đã hạ sát hai người thanh niên, Harris vẫn còn đủ ung dung và bình tĩnh để ăn cho hết cái bánh mà hai người thanh niên đang ăn dở. Bị bắt giữ sau đó, Harris đã không để lộ bất cứ một dấu hiệu nào của ăn năn sám hối. Theo thủ tục hiện hành của Hoa Kỳ, từ lúc tuyên án cho đến lúc thi hành bản án, người tử tội thường được 7 năm để kháng cáo hoặc xin ăn xá. Robert Hampton Harris vẫn chưa để lộ bất cứ một dấu hiệu nào của sợ sệt hoặc hối cải. Anh đã được dẫn vào phòng đầy hơi ngạt cyanic. Chỉ trong vài phút đồng hồ, anh đã chết bằng đúng cái chết mà dường như anh đã tự chọn và chuẩn bị cho mình. Công lý và luật pháp của con người được xây dựng trên nguyên tắc mắt đền mắt, răng thế răng, hoặc tôi cho anh để anh cho lại. Kẻ có tội luôn luôn phải bị trừng trị, nặng hay nhẹ tùy theo tội ác của người đó đã gây ra. Thiên Chúa dường như chỉ có một công lý, đó là công lý của tình thương. Thước đo duy nhất của công lý nơi Thiên Chúa chính là tình thương vô bờ bến. Nói như Thánh Phaolô, nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó Thiên Chúa càng thi ân. Tội lỗi của con người, dù tà đình đến đâu, cũng không thể ngăn cản được tình thương, sự tha thứ của Thiên Chúa. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta mỗi khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi và suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu có ai chết đời đời trong hỏa ngục, điều đó không phải do sự công thẳng của Thiên Chúa, cho bằng chính sự khước từ của con người.
khi con người không còn tin ở tình yêu của Thiên Chúa, khi con người tự chọn cho mình cái chết, đó chính là lúc con người tự chuẩn bị cho mình sự trầm luân. Hỏa ngục đồng nghĩa với quay mặt, với khước từ, với thất vọng. Chúng ta nhìn đến thân phận tội lỗi của mình không phải để thất vọng về sự yếu hèn của chúng ta, mà chính là để ngước nhìn lên ánh mắt từ nhân vô biên của Thiên Chúa. Bài trích sách Lẽ Sống.